Thưa quý vị, thưa các bạn, theo các chuyên gia, phát triển công nghiệp hỗ trợ là một trong những giải pháp quan trọng nhất giúp tăng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy nhanh quá trình tiếp nhận, chuyển giao công nghệ. Xác định tầm quan trọng của phát triển công nghiệp hỗ trợ, thời gian qua, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã tích cực triển khai các chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thông qua các chương trình được triển khai, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ Việt Nam có điều kiện áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn cầu. Doanh nghiệp này được Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Công nghiệp, Cục Công nghiệp chọn để hỗ trợ tư vấn kỹ thuật cải tiến sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng tốt cho các đơn hàng xuất khẩu. Tại doanh nghiệp này, các chuyên gia đã đánh giá tình hình hoạt động và kinh doanh của doanh nghiệp, tư vấn cải tiến, đổi mới sản xuất, quản lý chất lượng và lưu thông hàng hóa, cải thiện và duy trì môi trường làm việc 5S 3D, tăng năng suất lao động nhằm mục tiêu tăng năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn chỉ ra rằng các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn còn những điểm yếu cần khắc phục. Các doanh nghiệp của Việt Nam ấy, hiện tại thì cái việc đào tạo cho nội bộ yếu, áp dụng cái các công cụ cái kỹ thuật để cải tiến chưa được chú trọng, cái tồn tại những cái chính ở trong doanh nghiệp làm giảm năng suất chính là ba cái lãng phí là bất quy tắc, bất đồng đều và bất thường. Cái điều đơn giản nhất, cái dễ nhất là cái công cụ 5S Nhật Bản áp dụng rất nhiều các nơi trong trên thế giới cũng như các nơi ở Việt Nam, nhưng mà một số các công ty áp dụng thì cái hiệu quả nó chưa được như mong muốn. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ của Bộ Công Thương là nguồn lực để cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy nhiên, doanh nghiệp cũng cần phải có sự chủ động thì các chương trình hỗ trợ, tư vấn mới phát huy hiệu quả. Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đến họ hỗ trợ GT, đấy là một nguồn sinh khí rất tốt để tạo cho anh tinh thần làm việc, cho anh em được học hỏi, được nâng cao cái sáng tạo hơn nữa và cái môi trường làm việc càng ngày càng tốt đẹp hơn. Bản thân doanh nghiệp sẽ phải đầu tư thêm một số cái công cụ phụ trợ, các hệ thống để đáp ứng được những cái linh hoạt trong sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Hiện nay do công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển mạnh, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của Việt Nam phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung cấp nguyên phụ liệu, linh kiện đầu vào nhập khẩu, đặc biệt là các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, dệt may, da giày, túi sách, sản xuất, lắp ráp ô tô. Chính vì vậy, khi dịch COVID-19 xảy ra tại các quốc gia cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, các ngành công nghiệp trong nước đã gặp khó khăn trong việc đảm bảo yếu tố đầu vào trong sản xuất. Bên cạnh đó, khả năng tiếp cận các nguồn vốn cho đầu tư phát triển và khả năng quản trị cũng là vấn đề đặt ra cho doanh nghiệp. Để tạo ra một sản phẩm có chất lượng cạnh tranh, có sự cạnh tranh thì trước tiên sản phẩm đó phải là sản phẩm chất lượng. Mà muốn sản phẩm chất lượng thì doanh nghiệp phải chủ động về công nghệ. Đặc biệt trong thời gian vừa qua là chúng tôi đã đầu tư vào công nghệ và các máy móc thiết bị về cơ khí chính xác hiện đại của Nhật để trực tiếp chế tạo ra những cái sản phẩm mà nó có độ chính xác rất là cao, nó tạo nên cái độ ổn định và độ bền. Các doanh nghiệp Việt Nam theo tôi cần hỗ trợ của các cơ quan chức năng hiện nay là gì? Thứ nhất là vấn đề cái nguồn vốn để đầu tư vào cái máy móc thiết bị công nghệ cao để mình không bị tụt hậu. Thứ hai nữa là về vấn đề đầu tư về hỗ trợ các doanh nghiệp về vấn đề quản trị trong doanh nghiệp. Phát triển công nghiệp hỗ trợ được xem là một trong những giải pháp quan trọng để Việt Nam cải thiện chất lượng nền kinh tế, phát triển bền vững, tăng khả năng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đẩy mạnh tiếp nhận, chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Chúng tôi đã tiến hành triển khai cái chương trình 68 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt về chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Thì theo đó thì trung tâm đã triển khai, thứ nhất là chúng tôi đã triển khai đào tạo hệ thống tư vấn viên về cải tiến năng lực sản xuất cho các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam. Cái việc thứ hai là chúng tôi cũng tiến hành tư vấn và cải tiến trực tiếp tại hiện trường của các cái doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Thứ ba là chúng tôi cũng tiến hành là đào tạo cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ về các cái thay đổi các cái tiêu chuẩn quy chuẩn của sản xuất để phù hợp với lại cái chuỗi toàn cầu. Thứ tư là chúng tôi cũng tiến hành trên cơ sở các cái cải tiến doanh nghiệp, rồi đào tạo cho doanh nghiệp các cái nguồn nhân lực, rồi là đào tạo doanh nghiệp tiếp cận với các cái tiêu chuẩn kỹ thuật, rồi các cái tiêu chuẩn quản lý sản xuất của các cái chuỗi đáp ứng chuỗi cung ứng toàn cầu. Thì chúng tôi sẽ tổ chức các cái chương trình về tư vấn kết nối, rồi là giữa cái kết nối giữa doanh nghiệp và công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đối với các cái tập đoàn đa quốc gia hay là các cái doanh nghiệp về FDI
hay là các doanh nghiệp đầu chuỗi của Việt Nam. Để phát triển công nghiệp hỗ trợ, Cục Công nghiệp Bộ Công Thương đã xây dựng các chương trình để hợp tác với các doanh nghiệp FDI, đặc biệt là các doanh nghiệp dẫn đầu có những dự án quy mô có khả năng tạo sự lan tỏa, đồng thời thực hiện tốt nghị quyết 115 của Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ, tận dụng cơ hội lớn để đón đầu các dòng vốn đầu tư trước xu thế chuyển dịch của chuỗi giá trị toàn cầu, cũng như đổi mới mô hình phát triển công nghiệp ở Việt Nam.